các nhà sưu tập tranh thủ tàu NFT khi giá ETH giảm. Doanh số bán NFT đã giảm rõ rệt so với đầu năm nay cùng với thị trường gấu kéo dài. Bất chấp tình hình này, một số nhà sưu tập đã lợi dụng lúc giá ETH đang giảm để tàu NFT với giá khá hời. Trong một thông báo mới nhất từ CryptoPunk vào sáng 29 tháng 9, một NFT trong bộ sưu tập này đã được bán với giá gần 4,5 triệu đô la. Đây được xem là đợt bán lẻ lớn nhất trong thời gian gần đây, tương đương với 3.300 ETH. Nó được xem là giao dịch lớn thứ tư đối với CryptoPunk. Mặc dù giá của nó thấp hơn nhiều so với giá bán các NFT khác nếu tính theo giá đô la tại thời điểm bán. Danh tính chủ sở hữu mới của CryptoPunk 2924 đã không được tiết lộ. Được biết, NFT này đã được bán lần cuối vào tháng 11 năm 2020 với giá 150 ETH, tương đương khoảng 71.400 đô la vào thời điểm đó. Đây là một trong số 24 NFT hình khỉ trong toàn bộ 10.000 NFT thuộc CryptoPunk và từng được Rarity Tool khẳng định là NFT hiếm thứ 38 trong dự án dựa trên những thuộc tính của nó. Giá ETH hiện tại đang giao dịch tại 1.340 đô la vào 7 giờ 30 sáng nay, tăng 0,44% trong 24 giờ qua theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Terraform Lab cáo buộc chính quyền Hàn Quốc lạm quyền. Theo tờ Wall Street Journal đưa tin gần đây, một người phát ngôn thuộc Terraform Lab cho biết công tố viên Hàn Quốc đã lạm quyền trong việc ra lệnh bắt giữ giám đốc điều hành Dogecoin. Cụ thể, người này cho rằng tiền điện tử Luna của họ không phải là một chứng khoán, nghĩa là nó sẽ không phải chịu sự điều chỉnh bởi luật thị trường vốn của Hàn Quốc. Chúng tôi tin rằng việc này đã trở nên chính trị hóa cao độ và hành động của các công tố viên Hàn Quốc thể hiện sự không công bằng, cũng như không duy trì các quyền cơ bản được đảm bảo theo luật pháp Hàn Quốc, người phát ngôn tuyên bố. Đồng thời, phía Terraform Lab cũng đã từ chối tiết lộ chỗ ở hiện tại của Kagon vì lo ngại một số rủi ro đang diễn ra xung quanh vị CEO và gia đình. Ngoài ra, người này cũng cho biết thêm rằng đã có nhiều cuộc đột kích tấn công vào nhà riêng của Dogecoin tại Hàn Quốc và Singapore. Hiện Kagon vẫn chưa đưa ra tuyên bố thông qua Twitter, nhưng trong các tweet trước đó, anh ấy đã khẳng định rằng Terraform Lab vẫn đang tự bảo vệ mình ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau. Giá Lancy hiện đang giao dịch tại 0,00027 đô la vào 8 giờ sáng nay, giảm 1,25% trong 24 giờ qua theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Circle mở rộng hỗ trợ USDC trên 5 blockchain mới. Trong một thông báo vào thứ tư, Circle, công ty đứng đằng sau stablecoin hàng đầu USDC, đã cho biết rằng họ có kế hoạch mở rộng cung cấp USDC trên 5 blockchain mới. Chia sẻ tại hội nghị Converge 22 của Circle, Nikhil Chahok, giám đốc sản phẩm của công ty cho biết USDC sẽ được tích hợp với mạng Arbitrum, Near, Optimist, Polkadot vào cuối năm nay và khả năng tương thích với mạng Cosmos sẽ diễn ra vào đầu năm 2023. Việc mở rộng trên sẽ sớm nâng tổng số blockchain tương thích với USDC lên 14, bao gồm Ethereum, Solana, Avalanche, Polygon. Trong khuôn khổ hội nghị, bà lãnh đạo của Circle cũng đã công bố về sự ra mắt sắp tới của giao thức chuyển giao chuỗi chéo cho USDC. Điều này sẽ hợp lý hóa quá trình giao dịch tiền điện tử trên các blockchain. Giao thức sẽ đặc biệt hỗ trợ các nhà phát triển trong việc tạo ví, ứng dụng và các công cụ dịch vụ tài chính cho phép và khuyến khích chuyển đổi USDC liên mạch giữa các mạng. Theo đó, giao thức dự kiến sẽ có sẵn trên Ethereum và Avalanche vào cuối năm nay và khả năng sẽ xuất hiện trên các chuỗi khác vào năm 2023. Giá BTC sẽ tăng gấp đôi nếu được quản lý bởi CFTC. Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, viết tắt là CFTC, ông Rostin Beham đã cho biết hôm thứ Năm rằng quy định do CFTC dẫn đầu có thể mang lại lợi ích đáng kể cho ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm cả khả năng tăng giá của BTC. Chia sẻ trong một buổi giao lưu tại trường luật NYU, ông Beham lập luận rằng sự phát triển có thể xảy ra nếu không gian được quản lý tốt và giá của BTC có thể tăng gấp đôi nếu có một thị trường do CFTC quản lý. Đồng thời cho biết thêm rằng một khung pháp lý rõ ràng hoàn toàn có thể mở đường cho các nhà đầu tư tổ chức tham gia vào thị trường và với nguồn lực mạnh mẽ, những tổ chức này sẽ có thể thúc đẩy sự phát triển cho ngành. Gần đây, ông Beham đã liên tục đưa ra các lập luận về sự cần thiết phải cung cấp cho những người tham gia thị trường sự rõ ràng về quy định, điều mà nhiều người trong ngành công nghiệp tiền điện tử cho rằng còn thiếu. Trong nhiều năm trở lại đây, CFTC và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, viết tắt là SEC, đã tranh cãi khá nhiều về vai trò của cơ quan quản lý hàng đầu cho ngành công nghiệp tiền điện tử còn non trẻ. Cả hai đều miễn cưỡng ban hành nhiều hướng dẫn chính thức cho các công ty tiền điện tử và đặt tiền lệ pháp lý thông qua những hành động thực thi. Giá BTC hiện đang giao dịch tại 19.435 đô la vào 9 giờ sáng nay, tăng 4,69% trong 24 giờ qua theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Mercado Bitcoin lọt vào tầm ngắm của chính quyền Brazil. Theo tờ Estadão đưa tin hôm thứ Ba, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Brazil, viết tắt là CVM, đã ra lệnh yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Mỹ Latin Mercado Bitcoin
cung cấp đầy đủ các thông tin và các mã thông báo kỹ thuật số mà sàn đã bán trong 2 năm qua. Ngoài ra, sàn giao dịch cũng cần tiết lộ số tiền huy động được với các mã thông báo và danh sách các nhà đầu tư đã mua chúng. Mặc dù không nêu rõ cụ thể là mã thông báo nào, nhưng chúng được xác nhận là được phát hành trên cùng một blockchain và được hỗ trợ bởi các tài sản trong thế giới thực. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn mới, phía Mercado Bitcoin cho biết việc bán mã thông báo của họ đã được thực hiện phù hợp với khuôn khổ quy định của Brazil, đồng thời khẳng định rằng họ đang tích cực làm việc với CVM và Ngân hàng Trung ương của Brazil để đóng góp vào việc xây dựng các quy định cho lĩnh vực này. Sau đây, mời các bạn cùng đến với chuyên mục Có thể bạn chưa biết. Hiểu rõ hơn về chỉ số sợ hãi và tham lam. Chỉ số sợ hãi và tham lam trong Bitcoin, hay còn gọi là Bitcoin Fear and Greed Index, là hai cảm xúc chủ yếu trong tâm lý con người có thể tác động đến hành vi của các nhà đầu tư trong việc quyết định thời điểm thích hợp để vào hoặc thoát một vị trí khi đầu tư vào Bitcoin. Theo đó, các nhà đầu tư sẽ thường theo dõi chỉ số dựa trên lý thuyết rằng nếu sợ hãi quá mức có xu hướng sẽ đẩy giá Bitcoin xuống và khi lòng tham quá mức sẽ đẩy giá lên. Cụ thể, việc nối sợ hãi lên đến tột độ sẽ làm tăng áp lực bán đối với Bitcoin. Lúc này, giá sẽ lao dốc và tạo thêm cơ hội mua cho các nhà đầu tư. Mặt khác, khi lòng tham đạt cực độ sẽ thúc đẩy nhu cầu về Bitcoin. Điều này giúp giá tăng và cũng mang lại những cơ hội tốt. Tuy nhiên, cũng không nên lạm dụng việc sử dụng chỉ số này để đưa ra quyết định đầu tư. Vì suy cho cùng, nếu giao dịch thị trường tiền điện tử dễ dàng như chỉ theo tâm lý đám đông, thì tất cả chúng ta sẽ là người chiến thắng. Đó là lý do tại sao chỉ số sợ hãi và tham lam Bitcoin chỉ hiệu quả nhất trong việc dự đoán các xu hướng rộng lớn hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin trưa của CryptoLeaks VN. Đừng quên like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. CryptoLeaks VN xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.